Nếu bạn là người thích phong cách nhà bếp thiết kế kiểu châu Âu thì chắc hẳn mẫu máy rửa bát mà bạn đang tìm kiếm chính là mẫu máy rửa bát bán phần âm tủ bếp D'mestik 1402. Để hiểu rõ hơn về sản phẩm này cũng như xem liệu nó có đáng để xuống tiền hay không, ngay bây giờ hãy cùng xem clip hướng dẫn cụ thể của Bếp An Toàn để đánh giá nhé. Máy rửa bát D'mestik ES1402SM là sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy CNA Group Spain với sức chứa lên tới 14 bộ đồ ăn châu Âu. Kích thước lắp máy âm là 810, 600 và 570mm. Máy được làm chất liệu thép sơn tĩnh điện không rỉ, chống oxy hóa, cùng hệ thống lọc nhựa bền bỉ giúp tuổi thọ của máy được nâng cao, bề mặt máy sáng bóng, chống in vân tay, hạn chế bám bụi bẩn và dễ dàng vệ sinh bảo dưỡng. Để khởi động, ta nhấn giữ nút Start. Ở đây ta có thể nhìn thấy máy rửa bát D'mestik ES1402 có bảng điều khiển điện tử hiện đại, được thiết kế vị trí dễ nhìn và thao tác nhất. Bên cạnh đó thì màn hình LED cho phép chúng ta hiển thị các thông số kỹ thuật một cách rất chính xác và rõ ràng, giúp người dùng có thể chủ động theo dõi được các hoạt động của máy để có thể điều chỉnh khi cần thiết. Ở đây thì cũng có một số những cái thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý. Đối với bên tay trái đây là về program này, là về lựa chọn các tính năng rửa, 6 chương trình rửa chính, và ở bên này là các chương trình rửa phụ. Ở trên bảng điều khiển thì đối với ở cái chữ ở đây Eco, đây chính là cái chương trình rửa. Còn hai cái biểu tượng ở đây là cảnh báo thiếu muối và thiếu chất làm bóng. Khi mà có cảnh báo này xuất hiện thì chúng ta lưu ý là sẽ bổ sung để cảnh báo này không xuất hiện nữa. Còn ở đây chính là hiển thị là rửa cả hai dàn. Khi mà chúng ta cần rửa ở dàn nào hoặc là lựa chọn thì ở đây có thể lựa chọn rửa nửa tại trên hoặc là dưới, tùy thuộc. Còn thời gian ở đây chính là thời gian rửa trong vòng bao nhiêu lâu. Khi chúng ta lựa chọn các chức năng và chương trình rửa thì khi cuối cùng thì nó sẽ xuất hiện thời gian rửa tổng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết đối với các chương trình rửa. Máy rửa bát thì có 6 chương trình rửa và 6 cấp độ nhiệt. Và máy sẽ cho bát đĩa sạch hơn bằng cách xoay thông thường, bởi máy sẽ dùng sức đẩy của nước phun mạnh vào chén bát. Đồng thời thì các kệ bát trong máy sẽ xoay liên tục, đảm bảo mọi ngóc ngách của chén bát đều được rửa sạch sẽ. Chúng ta lựa chọn chương trình rửa bằng cách nhấn vào chữ P ở đây. Ở đây bấm liên tục, bấm mỗi lần bấm thì nó sẽ ra các chương trình rửa khác nhau. Đầu tiên thì đây chính là chương trình rửa thường. Chương trình rửa này thì với thời gian là 2 giờ 30 phút, rửa các loại chén bát thông thường. Tiếp theo đó là chương trình rửa chuyên sâu. Chương trình này được thiết lập để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, bám dính, bị cháy và khô cứng. Thức ăn thừa chứa tinh bột hoặc là protein khó rửa thì trên các vận dụng như nồi, chảo, dao kéo, ly, vân vân, không nhạy cảm với nhiệt. Thời gian rửa của nó là 2 giờ 55 phút. Tiếp theo là chương trình rửa bình thường. Thời gian của nó là 3 giờ 05 phút. Thì bạn có thể sử dụng nó hàng ngày, bởi vì chương trình này thì rất phù hợp đối với bát đĩa, vận dụng bắn bẩn hoặc là các món ăn và bụi bẩn hàng ngày. Với các chương trình này thì thường rửa với nhiệt độ nước từ 55 độ C đến 65 độ C. Hầu hết thì các loại máy rửa bát thì có mặt trên thị trường đều được trang bị chương trình rửa như thế này. Tiếp theo đó là chương trình rửa sinh thái, chương trình rửa Eco. Chương trình rửa này thì bạn có thể sử dụng nó trong những cái loại bát đĩa vận dụng có cái độ bẩn ít, bởi vì nó sử dụng rất là ít cái năng lượng và nước so với các chương trình rửa thông thường, ít hơn khoảng từ 20 đến 40%. Và đây có thể sẽ là chương trình rửa bát rất thân thiện với môi trường nhất và hiện đã trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các máy rửa bát hiện đại, ngay cả những chiếc máy rửa bát cơ bản. Và chương trình tiết kiệm năng lượng, được sử dụng ít hơn, ít nước và rửa ở nhiệt độ thấp, nhưng được cảnh báo rằng thì chúng sẽ mất rất nhiều thời gian. Bởi vậy thời gian chúng ta có thể nhìn thấy trên này là khoảng 3 giờ 15, cũng khá là lâu. Tiếp theo đó là các chương trình rửa ly. Ký hiệu ở đây là những cái ly này. Ở chương trình này thì đối với đồ được làm bằng chất liệu thủy tinh này, dễ vỡ, rất dễ hư hỏng, như là các ly rượu này hoặc đồ gốm sứ, thì bởi nó sử dụng nhiệt độ thấp để làm sạch một cách nhẹ nhàng các vật dụng dễ hỏng như đồ thủy tinh và sành sứ. Việc điều chỉnh nhiệt độ thấp sẽ giúp những đồ vật này ít bị ảnh hưởng và giúp giảm thiểu nguy cơ bị vỡ hoặc bị hư hỏng. Ngoài việc chọn chương trình rửa phù hợp thì khi chúng ta rửa những đồ vật dễ vỡ thì người dùng cũng nên lưu ý khi sắp xếp chúng vào máy thì chúng ta không nên để chồng lên nhau để tránh bị sứt mẻ, đồng thời tăng hiệu quả khi rửa. Thời gian rửa của nó diễn ra trong khoảng 2 giờ 10 phút. Tiếp theo đó là chương trình rửa trong khoảng 90 phút. Ở đây Chương trình rửa này thì được áp dụng để làm sạch các dụng cụ bát đĩa hỗn hợp, dao kéo, nồi chảo có chất bẩn dính hoặc là khô, chất bẩn từ thực phẩm hoặc là chứa các cái tinh bột lên men. Và cuối cùng đó chính là chương trình rửa nhanh. Nếu mà bạn định để bát đĩa và các vận dụng vào trong máy rửa bát trước khi làm sạch chúng thì đây là một chương trình sẽ giúp cho bạn làm điều đó. Chương trình này dành cho các bát đĩa vận dụng ít bị bám với cặn bẩn, những vết bẩn khó đi và cần được loại bỏ thức ăn thừa và cặn bẩn trước khi rửa sạch. Tuy nhiên thì bạn nên sử dụng chương trình này khi không có nhu cầu sử dụng bát đĩa ngay lập tức, vì hầu hết các chương trình máy rửa bát chính sẽ bao gồm nước rửa khi bắt đầu để loại bỏ bụi bẩn và thức ăn còn sót lại. Thời gian rửa của nó thì chỉ trong khoảng 30 phút mà thôi. Đối với bảng điều khiển ở bên phải thì cũng có 3 chức năng tương ứng với 3 cái tính năng rất tiện dụng. Đầu tiên ở đây là thể hiện dàn rửa này. Chúng ta nhớ một lần là ra dàn rửa trên, 2 lần là dàn rửa dưới và một lần nữa là cả hai dàn. Tùy thuộc vào cái khối lượng bát đũa mà chúng ta rửa, chúng ta để tập trung ở những cái khu vực dàn rửa như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách nhấn vào đây. Tiếp theo ở phần 2, đây chính là các chương trình rửa. Ở đây thì gồm có 3 chương trình khác nhau. Đầu tiên thì đó chính là chương trình rửa mạnh, dành cho các trường hợp mà rửa chất bẩn bám dính rất là mạnh, hoặc là cứng, hoặc là các vết tàn dư của thức ăn chiên nướng. Thứ hai đó là chương trình sấy. Với chức năng sấy tăng cường Extra Dry thì giúp các vận dụng khô hoàn toàn, ngay cả đồ nhựa, bằng cách tăng nhiệt độ ở bước rửa cuối cùng và kéo dài giai đoạn sấy. Máy rửa bát thì sẽ tiêu thụ nhiều điện năng hơn một chút ở cái chế độ này. Và cuối cùng đó là chương trình rửa nhanh thì sẽ giúp giảm từ 20% cho đến 60% thời gian rửa, tùy thuộc vào chương trình rửa đã lựa chọn. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả rửa và sấy tối ưu trong khi đã cắt giảm thời gian một nửa thì máy rửa bát sẽ tiêu thụ nhiều nước và điện hơn. Bây giờ thì mình sẽ thử kết hợp cả hai chương trình, chương trình rửa chính và chương trình rửa bổ sung. Ở đây thì thường là mình sẽ lựa chọn cái chương trình rửa Eco, bởi chương trình rửa Eco sẽ tích hợp rất nhiều tính năng. Eco này mình sẽ rửa ở dàn trên thôi. Sau đó thì chức năng thì mình sẽ lựa chọn chức năng chương trình rửa nhanh. Ở đây thời gian rửa thì mình sẽ lựa chọn thời gian sau khi rửa, mình sẽ khoảng 3 giờ đi. Và sau khi lựa chọn xong thì mình sẽ nhấn vào nút bắt đầu ở đây. Và sau đó thì máy rửa bát của chúng ta sẽ hoạt động theo những gì mà chúng ta đã cài đặt trước đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết bên trong của máy rửa bát D'mestik 1402. Chúng ta cho tay và chỉ cần mở nhẹ như thế này. Như chúng ta có thể nhìn thấy thì ở bên trong khoang thì cũng có 3 dàn rửa rất là rộng lớn. Thì đối với một dàn rửa thì có thể rửa tới 14 bát đĩa châu Âu, tương đương với từ 3 đến 4 bữa cơm của gia đình người Việt. Ở dàn đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là dàn này, chất liệu là nhựa này, chịu lực, chịu nhiệt, có độ bền rất cao, thiết kế rất là thông minh. Đây là nơi mà chúng ta sẽ đựng dao, thìa, dĩa. Với một cái khoang rộng như thế này thì chúng ta để rất nhiều đũa rồi là dao, thìa, dĩa ở trên này mà không lo là sẽ bị dịch chuyển, bởi ở đây cũng có một số những cái ranh này, cái đường rất là nhọn và nhỏ sẽ giúp cho cái đồ bắt đũa rồi là dao, thìa, dĩa nó không bị di chuyển trong quá trình rửa. Ở đây có một số những cái vết này rất là nhọn này, ở đây này giúp là không bị xê dịch dao, thìa, dĩa, di chuyển rất tiện lợi và nhẹ nhàng này. Đối với dàn rửa thứ hai thì ở đây thì khi mà chúng ta mua sản phẩm về cũng sẽ được một số những cái dụng cụ để lắp đặt ở bên ngoài như thế này. Sản phẩm thì ở dàn rửa thứ hai thì chất liệu của nó chất liệu thép chống rỉ, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và có độ bền cao. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, có phần hai bên thì có lắp thêm một số những cái nhựa. Ở đây chính là nơi mà chúng ta có thể đựng cái ly cốc ở đây. Ở phần dưới chúng ta có thể nhìn thấy đã trang bị một cái tay quay với các tia phun ở dưới. Tay quay này thì chiều dài rất là lớn, kim phun thì cũng chia ra ở các mức khác nhau, có thể phun lên một cái mực nước ổn định để có thể đảm bảo rửa sạch tất cả các cái vết bẩn bám dính ở trên bát đũa. Đối với dàn rửa thứ ba thì ở đây thì cái phần không gian của nó sẽ chúng ta thấy rộng hơn rất nhiều. Ở đây thì gồm có một số những cái vận dụng và cái các cái hướng dẫn khi mà chúng ta mua máy rửa bát về. Máy rửa bát thì ở đây chúng ta thấy cũng là chất liệu thép chống rỉ, chịu lực, chịu nhiệt. Các thanh này, ở đây thì gồm các thanh cố định này, các thanh cố định đây, và đây là các thanh không cố định. Khi mà chúng ta cần tối ưu diện tích thì chúng ta để nó xuống để đặt các son nồi chảo có kích thước lớn ở đây, rất là tiện lợi. Này, chúng ta bẻ xuống này, rất tiện lợi. Còn đây là các thanh cố định. Với dàn rửa thứ 3 thì chúng ta có thể nâng lên và mang ra bên ngoài, rất tiện lợi khi mà chúng ta đổ ở đây mà chúng ta không sợ bị va phải các cái dàn hai. Và chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta đặt các son nồi chảo ấy thì để cho dàn rửa có thể dàn tay quay 60 độ có thể rửa sạch thì chúng ta lưu ý là nên đặt những cái son nồi chảo nghiêng khoảng 50 độ, và để cho không bị dính quá nhiều vào nhau sẽ có thể khiến cho máy rửa bát rửa sẽ không được chạm đến những cái phần mà dính bẩn. Đối bên trong thì chúng ta có thể thấy khoang cũng rất là rộng, gồm có 3 sấy turbo, rất đảm bảo vệ sinh và an toàn, nhất là đối với những gia đình mà có trẻ nhỏ hoặc là người già. Ở dưới này thì chúng ta có thể thấy đây chính là khu vực để muối này, chúng ta xay ngược chiều kim đồng hồ, nhấc lên là xong. Chúng ta sẽ đổ muối ở đây. Thường thì muối sẽ hết từ khoảng 1,5 cho đến 2 tháng. Nên là chúng ta khi nào hết muối thì nó sẽ hiển thị trên cảnh báo để báo hiệu cho mình biết là muối đã hết. Chúng ta lưu ý là nên bỏ muối, và muối là sản phẩm chuyên dụng dành cho máy rửa bát, chứ không chúng ta nếu sử dụng các loại muối thông thường ở trên thị trường thì rất có thể nó sẽ không phù hợp và ảnh hưởng đến hiệu quả của máy rửa bát. Sử dụng muối này thì nó sẽ giúp cho việc để khi mà làm mềm nước, bởi vì khi mà chúng ta rửa bát thì có thể nước nó sẽ có một số những cái loại kim loại nó sẽ bám trên các kim phun này, nên khi nào máy của chúng ta rửa thì có thể làm cho tắc nghẽn kim phun, làm cho kim phun hoạt động không hiệu quả. Vì vậy thì chúng ta nên sử dụng muối để làm mềm nước, để cái tay quay của chúng ta có thể phun và đạt hiệu quả và trơn tru nhất. Ở dưới này thì còn có tay quay 360 độ này, kết hợp cùng với tay quay trên sẽ tạo ra một cái lực phun rất tổng hợp để đảm bảo sạch toàn bộ các ngóc ngách ở trong khu vực rửa. Đây là nơi để rác này, ở đây chúng ta có thể để ý có 2 cái mũi tên, chúng ta vặn ngược lại. Đây, khi mà chúng ta lắp thì chúng ta lưu ý là để cho 2 cái mũi tên chạm vào nhau để đảm bảo là chắc chắn. Nếu mà chúng ta để không chắc chắn thì nó có thể sẽ bị lỏng lẻo, nó có thể trào cái rác ra bên ngoài, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng tuổi thọ của máy rửa bát. Thường thì tùy thuộc vào cái tần suất rửa bát thì chúng ta nên thay và nhấc ra thường xuyên để vệ sinh khoảng từ 2 đến 3 tuần tùy vào tần suất của mình. Ở bên ngoài phần cánh cửa đóng mở thì còn có 2 ngăn, đó là ngăn đựng chất làm bóng và ngăn đựng viên tẩy rửa. Ở đây chính là ngăn đựng chất làm bóng này, chúng ta sẽ mở ngược chiều kim đồng hồ và nhấc lên, đổ một cái lượng chất làm bóng ở đây. Chất làm bóng thì giúp cho bát đĩa được sáng và bóng hơn. Sau đó chúng ta đóng vải, cũng là để cho 2 cái mũi tên chạm vào nhau. Trong khi đó thì ở đây chính là nơi mà đựng các viên rửa. Viên rửa thì sẽ là một chất liệu rất quan trọng để đánh sạch mọi vết bẩn. Chúng ta tùy thuộc vào khối lượng rửa bát đũa thì chúng ta đổ một cái lượng nhất định ở đây, đậy vào, rất tiện lợi. Nếu bạn đang quan tâm đến sản phẩm máy rửa bát D'mestik 1402, hãy tới ngay tại địa chỉ của chúng tôi tại 992 Đường Láng hoặc liên hệ qua số hotline 0976 665 669 hoặc 0912 331 335. Trong tháng này chúng tôi cũng có chương trình hậu mãi, cam kết sản phẩm chính hãng 100%, hoàn tiền 200% nếu sản phẩm không chính hãng, hoàn tiền 200% nếu sản phẩm không đúng nguồn gốc xuất xứ, bảo trì trọn đời, nhận đổi trả trong vòng 30 ngày. Đã đặt miễn phí tại nội thành Hà Nội, giao hàng toàn quốc và thanh toán khi nhận hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Bếp An Toàn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.